Hello cô chú anh chị ơi, cả nhà Kim đang ở sân bay Manchester rồi. Hôm nay là lần đầu tiên cả nhà 5 người mà đi du lịch xa bằng máy bay đi nước ngoài ha cô chú anh chị. Thường thường là đi trong nước thôi. Hôm nay là đi nước ngoài. Cả nhà Kim sẽ đi đến Thơ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần ha cô chú anh chị. Nhưng mà chuyến bay bây giờ ở đây là bây giờ là 10 giờ sáng rồi, đã đến sân bay. Nè em Chi nè, muốn kéo cái vali không để cho mẹ kéo luôn. Đó cái vali hôm bữa em mua đó, rồi em tự đóng đồ luôn đó, em chọn đồ em đem đi đó. Chuyến bay là lúc 1 giờ hơn hả cô chú anh chị. Phải đi hai chuyến bay, là chuyến đầu là đi đến cái gì cái thủ đô Istanbul gì đó. Xong rồi đi một chuyến nữa. Thì tổng cộng thời gian hai chuyến bay là khoảng 5 tiếng hơn đó mọi người. Là bây giờ đi đến đó, tại vì ở bên Thổ Nhĩ Kỳ là đi sau luôn. Đi trước nước Anh 2 tiếng, bây giờ đi qua tới bên đó là khuya luôn đó cô chú anh chị. Ngủ sáng ra mới bắt đầu chơi mọi người. Là bỏ ra hết 2 ngày, một ngày đi một ngày về. Đi máy bay ha. Kim có fish and chip rồi. Em Chi là có quay tay chiên, quay tay chiên với phô mai. Không phải chỉ count analyze how many drinks you have. Chỉ count ra là có burger king. Bây giờ sẽ chuẩn bị đi ra qua đi ra ngoài đi thêm một chuyến bay nữa hả mọi người. Sân bay này cũng rất là lớn, sân bay này lớn hơn sân bay ở Manchester nữa cô chú anh chị. Tại đây I don't even get a video in that. Look at this. Oh my god, yeah. Look, your drinks and everything. White. Đã tới nơi, thấy cô chú anh chị. Ở nhà game có đặt xe bus. Lại đó ngồi kìa. Ngồi bên kia chỉ có thể coi TV. Okay. Alright. Are you joking? I got the Wi-Fi password here. VIP 1 2 3 4 5 6. Take it. Seatbelt. Got nước uống. Look, you got the remote control for the TV. Look. I don't need money to put my seatbelt on. Yeah, you do. Hey, Lauren, you do need the belt on, please. Lại có TV nữa. Tới khách sạn rồi nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ là hơn 10 giờ ở đây ha. 10 giờ mấy đêm ở đây á. Ở đây thì đi trước Anh là 2 tiếng. Là đi trước Việt Nam khoảng 8 tiếng của chú anh chị. Giờ qua đây là đến giờ đi ngủ luôn. Xong rồi sáng dậy mới bắt đầu đi ăn sáng, đi ăn đi chơi của chú anh chị. Giờ tối rồi cũng không có đi vòng vòng được. Giờ Kim thấy cũng có nhiều khách đến đây nè của chú anh chị. Đang đợi check in luôn. Hello chị. That's for a dolphin here. Wow. Wow. Your legs and feet inside, boys. Chào bà cô chú nè. Chào con bà cô chú. Đã đến phòng khách sạn hả cho cô chú anh chị. Ba cha con của tôi đã đi ra ngoài rồi, đi xuống quán bar rồi. Bây giờ mặc dù 12 giờ đêm nó đi rồi. Mà Kim không đi, Kim mệt. Đây là cái toilet, cái phòng tắm đứng ha. Lavabo nè. Cái này là cái phòng từ cái cửa đi vào thôi ha mọi người. Cửa đi vào đây là giống như chỗ này, giống như sofa vậy đó. Sofa có hai cái giường nhỏ nè, hai cái giường nhỏ. TV, tủ TV.
có cái bàn cái ghế ở đây, đây cũng có cái cửa nhìn ra ngoài nè. Bây giờ trên lầu, đi lên lầu có cái giường ngủ ở trên lầu nữa. Trên này cũng có cái gương nữa kìa chị kìa, nhìn cái gương kìa. Trời ơi cái giường này nó bự dữ lắm luôn, chị ngủ với mẹ cũng được nữa. Đây bên đây cũng có một cái bàn ngồi trang điểm, tivi nhỏ. Đây tủ đựng đồ nhiều dữ lắm nè, chị có thể đem cái vali đồ của chị để lên đây được nè. Cái bồn tắm này, cái chỗ lavabo thì giống y chang ở dưới đất luôn, nhưng mà chỗ này có bồn tắm ha mọi người. Ở đây Kim thấy là khách sạn 5 sao, nhưng mà cái chỗ này nó hơi cũ kỹ á. Sẽ ướt nhẹp hết chân mày nha. Ướt nhẹp à. Nó cái phòng như vậy thôi ha mọi người. Hello cô chú anh chị ơi, buổi sáng ngày đầu tiên hả mọi người. Cả nhà Kim đang đi ăn sáng, bây giờ hơn 9 giờ cô chú anh chị. Tối qua ngủ trễ quá, sáng ra cả nhà dậy trễ mọi người. Chuẩn bị em chị đó thay đồ rồi nè, đi ăn xong là đi bơi liền đây nè cô chú anh chị ơi. Trong đây rất là rộng luôn, mà nắng này ở bên này nóng giống như là bên Việt Nam mình vậy hả cô chú anh chị, 30 mấy độ. Close your eyes. Close your eyes. Nowhere to stand here. Có một chỗ đồ ăn nhẹ buổi trưa nè cô chú anh chị, snack food.
Phía ngoài đây là có những hoạt động ngoài trời nè cô chú anh chị. Có Santanet nè. Santanet ngoài kia là khu vui chơi cho trẻ em. Ở bên đây là có bóng bàn. Nhiều hoạt động ngoài trời lắm. Ở ngoài đây là ra ngoài biển nè mọi người. Ở ngoài biển cũng có một cái quầy bar ngoài biển. Ở chỗ này đó cô chú anh chị, ở bên này những cái khu du lịch là thường người ta sẽ bán giống như trọn gói ha cô chú anh chị. Là ăn uống chơi suốt một ngày luôn. Muốn ăn uống gì cũng được hết trơn, là không có tính tiền nữa tại vì mình đã trả tiền trọn gói rồi. Đây là có quầy bar ngoài biển đây. Ra ngoài đây là ra khu biển. Khu biển bây giờ là nắng dữ lắm luôn. Nắng này đi ra ngoài là cháy da luôn đó cô chú anh chị. Ở ngoài đây cũng có chèo thuyền rồi đi mô tô nước nè, rồi chơi những cái tàu lượn trên không đó. Buổi tối ra ngoài đây chụp hình cũng rất là đẹp chú anh chị. Ở ngoài đây có dù nằm, dù nhưng mà gió biển Kim rất là sợ, gió biển nó nóng quá. Xung quanh ở đây ha cô chú anh chị, nắng dữ lắm luôn, nắng như ở Việt Nam vậy đó mọi người. Ở đây cũng có nhiều hoạt động lắm. Kim thấy Kim đi ở trong cái khu này, hôm qua nay Kim không thấy một cái người châu Á nào hết trơn á. Tại thường mọi người biết là ở châu Á là cũng nóng ha, cũng nắng nóng mà cũng biển nhiều. Người ta sẽ không có đi vượt hàng ngàn cây số mà qua đến Thổ Nhĩ Kỳ này mà để đi du lịch cái vùng biển nắng nóng như vậy thôi chú anh chị. Mà người châu Á mình sẽ thích đi khám phá thành phố nè, những cái di tích hoặc là những cái lâu đài hoặc là những cái cảnh đẹp gì đó, chứ không có đi ra đây để mà tắm biển như vậy, để mà ở cái resort như vậy. Thì ở Việt Nam hoặc là ở châu Á đó có nhiều cái biển rất là đẹp mà giá nó cũng rẻ hơn đó chú anh chị. Ở ngoài kia Kim thấy người ta chuẩn bị chơi tàu lượn nè mọi người. Như đó bên này là có hồ bơi cho trẻ em nữa cô chú anh chị. Phía bên này là những cái cầu thuộc nè. Ở trong đây có 5, 6, 7 cái hồ bơi gì lận, nhiều lắm mọi người. Có cái chỗ jacuzzi nữa. Phía bên kia là cái hồ bơi lớn nha. Chơi. Đây cũng có quầy kem nè mọi người, phục vụ kem từ sáng tới chiều tối luôn đó cô chú anh chị, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Hôm nay có chỗ chụp hình nè, chụp hình cho mình, xong rồi người ta in luôn, phải trả tiền ha. Cái bên này là vẽ tranh, vẽ tự họa, vẽ tranh của mình đó, phải trả tiền những cái này. Đây là nhà hàng sáng trưa tối, nhà hàng buffet và còn những cái nhà hàng khác nữa. Đây là những cái giải phòng ở nha mọi người, những khách sạn của Tiết Kiệm. Lên trên đó có xe điện chở cho mình đi đó. Bây giờ Kim sẽ đi lên reception ha. Lên tiếp tân Kim hỏi là ở đây người ta có dẫn cho mình đi tour không, có chở khách đi những cái khu nào gần tham quan hay là đi lặn hay là đi khám phá cái gì ở khu vực này hả mọi người. Chỗ này là cái gì Kim không biết, Kim lên đây xem thử. Trong đó thấy là để là game center, là có thể là để khu vực chơi game, máy móc gì trong đó đó, chơi game trong đó hả mọi người.
nắng nóng như lắm của chú anh chị, y chang ở Việt Nam. Ở đây có cái lựu nè, cái lựu trái nhiều lắm nha, có nhiều trái lựu luôn. Đây mọi người thấy không, trái lựu nhiều lắm. Trong đây có một cái nhà hàng Nhật nha các chú anh chị, Omakase, nó bán mà để ăn sushi sashimi vậy đó mọi người. Đi qua bên đây thử xem. Con ve nó kêu quá chừng luôn, ve sầu kêu a a a a luôn. Đây là khu người ta ở, chứ biết cái đường nào đi lên, chắc là đi đường này quá. Cuối cùng cũng tới được về sắp phần rồi nè cô chú anh chị ơi, ở đây rộng lắm mọi người. Ở đây mỗi chỗ người ta để thùng rác ha, là cái thùng quần, cái giống như cái chậu hoa vậy đó. So come back, go to Baba. Baba đẹp quá. 6 giờ mấy rồi cô chú anh chị, tắm rửa rồi. Tắm rửa rồi, bây giờ mấy cha con mặt ai cũng đỏ tươi hết trơn, ngâm mình ở trong cái hồ bơi từ có 10 giờ đó, 10 giờ hơn gì đó. Mà tới 6 giờ chiều luôn hả mọi người, cả ngày nguyên ngoài nắng. Kim đâu có chịu nổi đâu. 2 giờ là Kim lên phòng rồi, Kim lên phòng Kim nghỉ ngơi, Kim tắm rửa. Tới 5 giờ chiều nó dịu mát chứ cái giờ đó nắng dữ lắm luôn. Em chơi ở ngoài suốt luôn. Ở bên đây Kim thấy tay người ta đi du lịch vậy đó mọi người. Đi du lịch là cứ đi những cái nơi nóng vậy nè, hồ bơi, có hồ bơi như vậy đó, là cứ ngồi ở ngoài đó suốt ngày vậy đó, nhảy xuống bơi xong rồi đi lên ăn uống xong rồi xuống bơi. Trẻ em là nó ngâm mình ở dưới nước cả ngày luôn, một tuần như vậy chịu. Một tuần như vậy đó Kim mà chịu không nổi rồi đó. Kim sợ nắng trưa lắm, nắng ở đây giống y như nắng ở Việt Nam vậy đó chú anh chị, 35-36 độ, nóng dữ lắm, nóng luôn. Bây giờ cả nhà sẽ đi vô ăn tối ha mọi người. 7 giờ tối nhưng mà vẫn còn trời nắng sáng. Bây giờ đây là 8 giờ mấy á, mặt trời mới lặn ha cô chú anh chị. Bây giờ 7 giờ tối rồi, ở ngoài hồ bơi vẫn còn người nè, nhưng mà vắng hơn. Mà sáng này Kim ra là những cái ghế này nè, không còn chỗ ngồi luôn. Mình đi du lịch những nơi này đó là khoảng 5 giờ rưỡi sáng đó, là mình phải đem khăn ra mình trải cái ghế, mình xí ghế ha mọi người. Xí ghế sẵn xong rồi cái mình vô mình ngủ tiếp, rồi mình đi ăn sáng, khi nào mình ra là mới còn ghế ha. Chứ nếu không để trưa ra là không còn ghế ngồi, không còn ghế nằm lại luôn nè cô chú anh chị. Ai cũng xí ghế, dành ghế hết trơn. Ở trong khu này có 7 hồ bơi ha, 7 hồ bơi ngoài trời, như 4-5 hồ bơi ở bên trong nữa. Có nhiều cái cái tiện ích, cái trò chơi cho trẻ em lắm. Ở ngoài biển đó, chút nữa Kim sẽ đi dạo ra ngoài biển. Ngoài biển buổi tối có chiếu phim ngoài trời ha mọi người. Chị. Cái mặt chị đỏ tươi luôn rồi nè ông bà cô chú ơi. Em chi là ăn có cái gì, pasta nè, nui nè, rồi bên đây thịt gà với pizza. Em vô đây lấy đồ ăn á mọi người. Cái gì, cái món Ấn Độ kia không biết là cái món gì đâu. Đây là cái món gì đây nè, khoai tây nấu với khoai tây nghiền ha mọi người, khoai tây nghiền với lại phô mai, cũng là cái bánh giống như bánh nhân thịt bò, bột mì nhân thịt bò cũng có lớp phô mai lên trên đó. Cái bánh này ở nhà Kim cũng hay ăn nè, anh cũng có. Cái này là đồ ăn nóng đông quá, để Kim đi qua bên lên đây đi. Đây là cái hàng trái cây trắng miệng nha chú chị, rất là nhiều trái cây tươi luôn. Ở Thổ Nhĩ Kỳ có ra rất là nhiều trái cây ăn ngon lắm mọi người. Còn đây là quầy phô mai, Thổ Nhĩ Kỳ là nổi tiếng các loại phô mai luôn, cái phô mai nào cũng có ha mọi người, có rất là nhiều phô mai luôn nè. Cái này là bánh trái táo nè cô chú anh chị, cà chua. Đây là các loại dồn nè, chứ không biết dồn trong đây là cái gì nữa, thấy giống cơm ha, thịt gì đó. Đây các loại chả nè, này giống chả của mình nhưng mà ăn cái vị kim. Ở bên đây tại vì người ta không ăn thịt heo đó cô chú anh chị, người đây người ta nhiều người đạo hồi không ăn thịt heo á, này là những con cá khô nè,
mình hấp dẫn cho mọi người. Đây là giống như là cá chẽm, cá chẽm người ta làm lạnh đó, cuộn lại bánh ngọt ngon cho cô chú anh chị, nhìn hấp dẫn ha. Đây là cái bên đây kiểu như quầy xà lách đó mọi người, những cái loại đậu nè, này đậu trắng với cá, cá đóng hộp. Bên đây là có dưa leo, khoai tây làm gỏi, có bắp nữa, nhiều lắm mọi người. Là món nấm giống như nấm xào ha, có nhiều cái món trộn chua nữa, giống như người ta làm kiểu như kim chi á, trộn chua, cái gì cũng phô mai rất là nhiều luôn, rất là nhiều phô mai. Là những món xà lách nè mọi người, cà chua đây ăn ngon lắm nha, hồi sáng này Kim ăn cà chua ngon lắm nha, cà chua rất là dày luôn, rất là dày cơ, rất là nhiều loại rau xà lách ha, cà chua dưa leo, tất cả hàng tay, cái này mình tự trộn xà lách. Mà xà lách ở đây người ta ăn những cái sốt của người ta đó, không có cái sốt chưa ngọt giống như của mình không, chú anh chị ăn rất là ngán không, những cái sốt ăn ngán lắm. Đây là những cái sốt ăn xà lách nha, đây là cái sốt này ha mọi người. Phía bên đây là cũng có phô mai luôn, ớt ngâm chua, cái này là ô liu, có rất là nhiều loại ô liu luôn. Cái này ngâm chua ngọt, cái này ăn ngâm chua ngọt thì giống cái này của Việt Nam, giống ở Việt Nam mình ăn chua chua nhưng mà nó không có ngọt ha mọi người. Những loại rau ăn kèm nè, cái rau này người ta trộn chung với thì là đó, xà lách chua chua của thì có thì là nó ăn cũng ngon luôn quý vị. Phía bên đây là có cái gì đây, để kinh xanh, đây là có gà luộc ha, cà rốt luộc, đây là có cơm với đậu, đây là có táo nè, giống như táo, rau. Phía bên đây là súp, súp giống như súp kem á mọi người, có hai loại súp kem, đây là những cái loại rau ăn kèm với súp kem. Đây nè, súp kem trắng, còn này là súp kem đỏ đỏ nè, giống như súp kem bắp cải, đỏ đỏ cái gì, bí đỏ, những cái gia vị của người ta nè, gia vị người ta có cà ri với bột lợi nhiều ha. Phía bên đây là cái quầy bánh mì, nhiều bánh mì lắm. Bên kia là quầy nước uống cà phê, cái nhà hàng này rất là lớn luôn chứ. Đây nè, người ta làm bánh pizza tại chỗ luôn, pizza bánh mì, em ăn thử một miếng nha, những cái này nổi tiếng bên đây nó không chứ. Cái quầy nữa trong đó muốn liên tục luôn. Kim sẽ lấy cái pizza này ha, cái pizza này giống như là có rau củ ở trên đó với phô mai. Đây Kim bưng cái dĩa, Kim vòng vòng nãy giờ cũng chưa lấy được gì hết trơn. Những cái rau này nướng người ta cũng để cái gia vị của người ta lên, giống như là có cà ri, có nghệ gì đó cô chú anh chị. Đây là những cái món họ duy trì ha. Cái cây này, cái dưa hấu nè mọi người, dưa hấu này ăn ngọt cực kỳ luôn, cái dưa khổng lồ luôn đó cô chú anh chị, bự lắm. Phía bên đây là cái quầy thịt nguội, Kim ăn thử thịt nguội ha. Ở đây người ta không có ăn thịt heo thì Kim nghĩ có thể đây là thịt bò. Đây Kim sẽ ăn thử. Đây là những cái nước sốt quá trời luôn, nước sốt bây giờ ô liu, nước ca, nước chanh, nước giấm, đó là những cái để trộn á, trộn xà lách. Có lẽ là Kim sẽ kiếm một cái gì chua chua ăn cho đỡ ngán mọi người. Đây là cái quầy tráng miệng ha cô chú anh chị. Những cái bánh này là những cái bánh nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ nè. Cái này mà ở những cái shop thổ ở Anh nó cũng có bán nữa, những cái bánh này nhưng mà ngọt lắm. Đây là cô chú anh chị. Ở đây là cái gì Kim không biết nữa. Chút Kim sang thử này, giống như tàu hũ vậy đó mọi người. Giống tàu hũ ha. Lấy một cái trước, Kim để đây đi. Đây nè, rất là nhiều đồ ăn trắng miệng luôn cô chú anh chị.
cái bánh này lúc sáng mình có ăn rồi, nó cũng là lạ của chú anh chị, cũng ngọt lắm, rất là nhiều đồ ăn ngọt luôn của chú anh chị. Đây, Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng là làm bánh ngọt rất là ngon đó mọi người, những cái bánh này nè cực kỳ ngon luôn. Và cái mấy đầu bếp ở nhà hàng này đó làm đồ tráng miệng này, làm bánh này cực kỳ ngon luôn của chú anh chị. Đây nè, mình hấp dẫn cho mọi người, mềm lắm, mềm mà ngon lắm mọi người, cực kỳ ngon luôn. Đây, những cái bánh kem nè, ngon vậy cô chú anh chị, nhiều lắm. Ở đây á, mỗi ngày phải ăn một loại chứ rất là nhiều. Đây nè, những cái lớp kem này nè, mềm mà ngon lắm, không ngọt quá rồi Kim đã ăn thử rất là ngon. Cái này giống như là bánh chuối với đậu á, chút Kim sẽ ăn thử cái bánh này, hấp dẫn cho mọi người nghe chưa. Thì Kim sẽ ra ngoài, ở ngoài có quầy đồ nướng cô chú anh chị. Kim không có lấy đồ ăn nhiều luôn cô chú anh chị, Kim lấy bao nhiêu đây ba, cái này là đồ ngâm chua hả mọi người, một ít xà lách thôi, có miếng thịt nguội, thịt bò này Kim mới ăn thử cũng ngon lắm nè. Pizza, lý do Kim không lấy nhiều là ngoài đây hả cô chú anh chị, đây có mấy quầy đồ nướng nè cô chú anh chị, đồ nướng rất là nhiều luôn, một chút Kim sẽ đi qua đây Kim xem, có cơm có mì quá trời luôn đó. Nhà hàng đây rất là lớn luôn cô chú anh chị, phía bên trong ngồi nữa nè, phía bên ngoài rất là rộng. Ở đây có tới mấy cái nhà hàng lận, 4-5 cái nhà hàng gì đó. Cái này là kiểu như nhà hàng buffet, rồi còn nhà hàng Ý, nhà hàng cái gì tùm lum luôn, nhiều lắm mà Kim chưa có đi hết. Hôm nay mới ngày đầu tiên thì mấy bạn nhỏ muốn ăn ở đây là do thấy ở đây có cái quầy bánh ngọt á, rất là ngon ha, cho nên là ăn đây trước tối nay á mọi người. You want this one or not? Rồi đấy mẹ cắt luôn nè. I know, I get that laser. Từ từ. You want this, right? Hồi nữa mày lấy cái này vô xong rồi mày lấy cái đó. Hả? Rồi sao, ở đâu nữa? Cái nào nữa? Để đây xuống đi. Ngon không? Ăn trái cây không? Cái quầy trái cây này cô chú anh chị, trái cây đây rất là ngon, nho, cái đào này chín, ăn rất là ngọt luôn mọi người, rất là mềm mà ngọt, cái đào này cũng ăn rất là ngọt luôn, ngon lắm cô chú anh chị. Cái mận này nè nó mềm nhưng mà nó ăn ngọt cực kỳ luôn, trái cây rất là tươi ngon cô chú anh chị. Cái quầy này nướng thịt gà hả cô chú anh chị, ướp gà. Ướp gà em thấy người ta ướp cũng ngọt ngọt hết, mặn mặn ngọt ngọt, cũng ngon. Đây là quầy rau củ hầm nè. Hầm nữa nha, hầm có cà chua đó cô chú chị, cà chua, cà ri gì đó, đậu bắp nữa nè. Em ăn thử cái đậu bắp này xem. Một trái đậu bắp thôi, không biết như thế nào. Em đã lấy một miếng thịt gà nướng, lại một miếng thịt bò. Bò mà kiểu bò người ta đã bầm ra rồi đó. Cái này là rau gì Kim cũng không biết nữa nè. Cái này là cái loại rau gì mà spinach, mực và cải, cải bó xôi đó cô chú anh chị. Chúng ta ăn thử miếng ha. Spinach nè. Cái này là bí ngòi. Bí ngòi hầm với bí ngòi hầm với thịt bò, Kim nghĩ là vậy. Tại dưới đây người ta không ăn thịt heo nữa mà. Cái quầy này người ta làm spaghetti, làm sốt với cà chua, nui nè, có hai loại nui, cái này nước sốt với lại spaghetti. Cái quầy bên đó là quầy bánh, quầy cá nha. Những cái bánh này là để cuốn thịt nè mọi người, để gói á. Đây là có rau củ hầm nè mọi người, rau củ hầm màu đỏ đỏ, cũng thấy màu đỏ đỏ nhưng mà không phải là cay lắm cô chú anh chị, do người ta để cà chua đó nên người ta làm sốt cà chua nhiều lắm. Cái này có cà tím nè,
Cà tím cũng một màu vàng khè luôn. Cà tím với thịt. Có cái loại cái này không biết phải gọi là cơm không nhé, nhưng mà em thấy giống cái hạt cơm vậy đó. Đó, cái hạt rất là to luôn. Em ăn thử một chút xíu thôi mọi người. Không biết là ăn được không. Cái miếng này nữa là em sang thử một cái miếng này ha. Biết là cay không? Cái lại một cái miếng cà tím. Đây. Một cái dĩa của Kim tầm lam luôn à. Gia vị nè, ai muốn thêm gia vị cho thì thêm. Rau nêm hả mọi người? Rau nêm làm nước sốt gì đó. Đây là những cái nước sốt nè. Sốt tương ớt nè. Tương ớt, tương cà, ketchup. Rồi mấy cái sốt mozzarella gì đó. Có teriyaki nữa kìa, mùi tạc. Cái này là giống như cà tím, tôi thấy bên đây người ta ăn cà tím nhiều lắm, chúng chị. Cà tím người ta làm rất là nhiều món luôn mọi người. Đây là khoai tây chiên. Dân bên này người ta rất là ăn khoai tây chiên ha. Khoai tây chiên. Như cái mày đi ngược chiều, người ta đi chiều xuống mà cái đi chiều lên, cái đi ngược này. Nãy em thấy có cái quầy cá. Biết cá ở đâu, em sẽ đi qua lấy cá. Em lấy thịt ở đây trước đi. Gà nguyên con à. Gà tây hả mọi người. Gà tây nó thịt không mà rồi nó mập uống nuôi nè. Đây giống như một cái loại mì xào. Đùi gà thế nè, em không biết đùi gà người ta làm cái gì. Em sẽ ăn một miếng thôi. Tại vì em không biết ăn như thế nào đó. Nó lấy mỗi cái một chút xíu. Ăn thử như thế nào thôi đúng không chị. Rồi ngon thì bữa sau mình ăn nữa. Lấy nhiều cháu uống hết. Ăn bút phê và ăn bỏ thì cũng tiền đó. Mọi người thấy không? Tây bên này người ta ăn thịt thấy chưa? Ăn thịt dữ lắm. Ôi, cái này nhiều dữ lắm luôn rồi đó. Em ăn trước đi.